traps in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine. Yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions. Your aura strikes like lightning. Got no. Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với Jola Channel nhé. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đi khám phá một cái món đồ chơi giải trí. Món đồ chơi này thì dành tặng cho trẻ em chơi. Ok, người lớn chơi thì cũng được luôn các bạn. Đó là chiếc súng bắn ra đạn suốt. Có thể là chơi với bạn bè của chúng ta, một nhóm người dàn trận chơi thì cũng khá là vui. Chiếc súng này nó có một thiết kế khá là độc đáo và ấn tượng. Đây các bạn. Đó, màu vàng và nhìn hao hao giống với cái khẩu AK-47. Một cái điểm khác nữa đó là cái băng đạn của nó rất là bự và nó chứa được rất nhiều viên đạn. Ok, thì tóm lại đây là một sản phẩm đồ chơi khá là hay. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu. Nhân vật chính, chiếc súng đây là cái thân. Chúng ta sẽ lắp ghép từng miếng này vào với nhau nữa để thành một cái khẩu súng hoàn chỉnh. Đạn đi theo máy là chúng ta có 5 băng đạn, 5 x 10 là 50 viên đạn bằng xốp, và cái đầu nó có khả năng là dính vào được mục tiêu. Đạn xốp. Đây có một cái tờ giấy để chúng ta có thể lắp ghép theo cái hình dạng này. Tuy nhiên thì bây giờ nó không cần đến nó nữa, bởi vì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta lắp. Chúng ta thấy ở đây thì súng này thì nó có một cái tay cầm như thế này các bạn này, và chỗ đây thì nó có một cái cò giật tới giật lui được nhá. Đó. Đây là cái băng đạn của nó. Băng đạn thì các bạn có thể chứa được ở cái vòng đạn này. Mình nghĩ cái vòng đạn thì nó có thể chứa được tầm 40 viên đạn nữa các bạn ạ. 40 viên. Rồi thì đầu tiên thì chúng ta sẽ lắp cái báng súng này vào trong cái vị trí này trước đã. Đây, nó có một cái lỗ đây, các bạn cứ đưa vào thôi. Để chúng ta bóp hai bên lại nhé. Bóp hai cái ngàm này lại. Đó, rồi. Đó là cái báng súng. Các bạn rồi, tiếp tục. Thì ở đây, cái miếng này thì chúng ta sẽ gỡ nó ra này. Các bạn nhấn vào cái nút này. Đấy, các bạn kéo nó ra. Các bạn sẽ trượt cái này vào góc này. Thực ra đây là hai cái thành phần mà để nó giữ cho cái băng đạn nó dính vào cái súng thôi, chứ không có tác dụng gì cả. Đây các bạn. Đó, và cái đầu này thì các bạn nhớ là nó sẽ có một cái miếng là nó có cái vòng tròn chỗ này. Đó, một cái núm chỗ này, còn cái đằng này thì không có. Rồi. Và chúng ta sẽ cầm cái băng đạn này lên này. Đó, và các bạn đưa cái đầu này vào cái lỗ này. Đó. Cái núm này nó nằm ở vị trí này các bạn nhé. Còn cái phần cái vòng đạn đó, cái phần đen đen này thì nó hướng ra ngoài như thế này. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắp cái miếng này vào. Các bạn cứ nhấn vào cái vị trí này thôi. Nó sẽ kéo tách một cái. Đó, kéo tách lên một tiếng là nó đã rồi các bạn. Đó, nó giữ chặt hai cái miếng này vào đây rồi. Các bạn muốn tháo ra thì chúng ta sẽ nhấn vào cái vị trí màu đen này này. Đấy, và chúng ta rút ra được. Ok. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ đặt cái chiếc súng này nằm ngang. Nằm ngang như thế này các bạn này. Đó. Nằm ngang cái vị trí như thế này. Đó, cái nòng bắn là hướng lên đây. Và chúng ta sẽ, hai tay chúng ta sẽ cầm như thế này. Đó, các bạn sẽ cầm cho nó cân đối như thế này. Để ý là chỗ đây nó có hai vị trí này. Hai vị trí tương ứng với là hai cái ngàm hai bên hông của cái băng đạn. Để chúng ta sẽ nhấn đúng cái vị trí của nó. Đó, các bạn đưa xuống này. Đưa vào cái vị trí này. Và đưa đúng hai cái vị trí này vào đúng khớp của nó. Chúng ta sẽ giữ cái súng lại một chút nhé. Đó, các bạn đưa vào. Và các bạn sẽ nhấn nhẹ nó xuống. Nó kêu tách nhẹ một tiếng nữa là ok, xong. Đó là lúc này thì cái băng đạn nó đã được cố định chắc chắn ở trong cái thân súng rồi. Đó, các bạn có thể thấy được cái hình dạng của nó. Một bên là cái thân súng này, một bên này là nghiêng là cái băng đạn. Bự chà bá luôn, nhìn rất là lạ mắt đúng không? Bởi vì đây là một khẩu súng bắn liên thanh cho nên là nó bắn từng phát thì nó sẽ tua cái vòng đạn này lên và cứ thế là nó sẽ tiếp đạn thôi. Rồi, cách bắn như sau. Nó có hai cách nhé các bạn nhé. Cái công tắc đây này các bạn này, nếu chúng ta để ở vị trí như thế này thì chúng ta chỉ cần giật cái tay cầm này lại, giật tới giật lui là chúng ta sẽ bắn ra đạn luôn. Cứ bắn liên thanh liên thanh. Mình sẽ bắn cho các bạn xem này. Chúng ta không sử dụng cái cò này nữa. Đó. Chúng ta giật cái này kéo tới này. Đó, các bạn thấy không? Đó. Cái thứ hai thì các bạn có thể gạt cái công tắc này qua bên phải. Đó. Thì khi này thì chúng ta sẽ cái tay cầm này thì chúng ta sẽ kéo. Đó, là chúng ta lên nòng và chúng ta sẽ phải bóp cò nữa thì mới bắn ra đạn được các bạn ạ. Đó, ban nãy thì chúng ta cần giật giật này thôi. Còn đằng này thì chúng ta sẽ kéo cò và chúng ta bắn cái này. Đó các bạn. Kéo lại bắn. Chúng ta có thể là dùng cái cò này để chúng ta bắn, hoặc là các bạn không sử dụng cò, chúng ta chỉ dùng kéo giật cái cò này chỗ đằng này thôi, đằng phía trước thôi. Ok, lực bắn thì và cái tiếng nó phát ra thì khá là nghe khá là đã chắc các bạn nhá, khá là mạnh. Và cái lực bắn thì nó cũng khá là ok luôn, tầm 10-15 mét. Mình ấn tượng với súng này, thứ nhất đó là cái thiết kế khá là độc đáo và ấn tượng. Cái thứ hai nữa là khả năng bắn nó bắn liên thanh và bắn rất là xa các bạn nhá, 10-15 mét là tương đối là ổn để chúng ta có thể dàn trận chơi vui chơi rồi. Ok, chiếc súng này thì bán ra đạn xốp cho nên cũng khá là an toàn. Sản phẩm súng này nếu như các bạn muốn đặt hàng thì hãy kích ngay xuống link phía dưới phần mô tả của video này. Mình có để link về sản phẩm này để các bạn có thể tìm hiểu thông tin kỹ hơn các bạn nhé. Video hôm nay của mình cũng xin được phép là dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.